cho những nhân vật đi. Để bắt này những cái đầu ở trận này là nó hơi là tính nên nó có bị tâm lý gì. Yes. Và những những cái lỗi phát béo nha. Chi những cái lỗi chạy chạm hai đúng không? Phát béo chạm hai là chạy. Chờ cái đồ anh. Thôi cái chỗ này không phải là chỗ cầu công mình đỡ chứ không chỗ này cầu công đâu á. Chỗ đây mà cầu công nhéo lên á. Mấy mấy em quay lưng về bàn trọng tài để đi đưa chút.
còi em. Tập trung còi nha, còi bên đây tập trung nha. Thank you.
Đâu, đâu. Wow, wow, wow. Giờ tới Nam đang đánh hiệp 1. Số mấy ra vậy? 28 vào. Chủ niệm 28 vào mấy ra vậy? 12 ra. 12 ra 28 vào. Tạm qua 12 ra 28 vào. Lật điểm. Một điểm. 10, 11. 11. Không biết tổng quan lật á. Em. Vâng, nhắc nhở hai em cố gắng đừng dính nước. Qua đi dính nước, nãy nó dính nước á. Rồi chờ chúng. Tập trung cầm tay nhớ điểm nha, đừng có lật coi dính nước. Hey!
đội trưởng, đội trưởng. Đội trưởng, đội trưởng. Dạ, ba đánh gì rồi, thế quan sát nhiều, nhiều cái đánh tầm cao, tầm cao. Dạ, thế nhé, 3 triệu nha. Mười lăm, mười một. Thôi thôi thôi, có đường tài không sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đuôi nha. Đổi lại em 28 ra 12 vào. Nè. Nhưng mà gạch bỏ chứ.
biết không? Không có động, 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 không
Quay quay. Bây giờ nó chạy cũng được. Không chạy cũng kịp.
Yeah.
công vô. Wow, quá đơn giản rồi. Đâu nhanh nêu xả nóng vương đại dung đang thuận mà đang thuận mà con Ah!